Xin kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ sáu ngày 11 tháng 8 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua hình thái thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay ở khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại trái cây như mít thái hay là giá nhãn hàng ngày trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có chiều hướng đang giảm so với những ngày trước nha quý bà con. Giá thanh long trong chiều hôm qua và hôm nay có chiều hướng đang giảm, hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá ổn định trở lại. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 16.000 đến 18.000, loại 2 dao động từ 11 đến 12.000, loại 3 dao động từ 9.000 đến 10.000. Còn hàng giạt của thanh long ruột đỏ hiện nay dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa. Đây là giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 hàng đẹp dao động từ 13, 14, 15, còn hàng sàn dao động từ 10.000 đến 12.000. Hàng thường thì dao động từ 7.000, 8.000, 9.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng dao động từ 2 đến 3.000 tùy theo từng nơi. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng tương tự như khu vực miền Tây. Bò đẹp dao động từ 12.000, 13.000, 14.000, bò sàn thì 10.000, 11.000, 12.000. Hàng thường dao động từ 7.000, 8.000, 9.000, còn hàng giạt dao động từ 2 đến 3.000 tùy theo từng khu vực. Đây là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì hàng loại 1 dao động từ 14.000 đến 15.000, loại 2 dao động từ 10.000 đến 11.000, còn loại 3 dao động từ 7 đến 8.000. Hàng giạt của thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì đang nằm trong từ 3.000 đến 4.000 tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip cập nhật hình giá thanh long hay một số lâm sản khác.